Thưa quý cô chú anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây chia sẻ một chủ đề nói về trong lòng bàn tay của mình có những cái đường ngôi sao, những cái vòng mà thái dương là ý nghĩa như thế nào, để quý cô chú anh chị em hiểu được là những cái ý nghĩa đó mà quý cô chú anh chị em nương theo để quý cô chú anh chị em sẽ làm ăn phát đạt nha. Chứ để mình đi mà mình buôn bán làm ăn nó sai đường á thì coi như là mình không có được mà phát đạt, rồi không có được mà mua may bán đắt á, đúng không? Tự vì trên trên trong cái bàn tay của mình á là tùy theo cái đường, có những cái đường là số phận mình phải buôn bán, và có những cái đường số phận mình về tâm linh, rồi có những cái đường mà mình phải giống như là mình làm chủ hay làm giám đốc hay là đi xuất ngoại hay gì. Cái mình đi mà mình không biết, cái mình đi sai đường thì nó sẽ coi như là nó trật lất hết trơn á, rồi mình làm hoài không có được là như vậy. Thì trong cái lòng bàn tay của mình đây là cái gì, cái gò mà gọi là hải dương tinh nha quý cô chú anh chị em. Thì nếu như cái ngôi sao mà mọc trên cái gò hải dương tinh á là nói về tâm linh nhiều hơn, nói về tâm linh nhiều hơn. Đây, nằm khoảng đây mà có thể nhiều khi nằm xích xuống đây chút xíu nữa đó, hoặc là đó, nói chung là nằm ở khu vực này nè quý cô chú anh chị em, gọi là gò hải dương tinh. Thì cái gò hải dương tinh này á là nói về á tự nhiên mình nổi tiếng bất ngờ, không biết cái chuyện gì xảy ra mà tự nhiên mình nổi tiếng, mà nổi tiếng này là nổi tiếng có tiền nha quý cô chú anh chị em nha. Không có phải là nổi tiếng mà giống như là nó không có tiền trong này, nó có cộng vô cái tài vận. Tự vì đây là một cái ngôi sao, cái ngôi sao này là ngôi sao mà gọi là nổi tiếng về cái đường tài vận luôn đó. Mà về cái gì tự nhiên giống như là bây giờ có những cái chương trình mà đi ca hát, thi ca hát đó, rồi cái gì mà thi thách thức danh hài rồi đó. Tiết già ví dụ như thế thôi. Giống như á, cái hải dương tinh này á, cái ngôi sao mà mọc trên đường hải dương tinh này á thì giống như về cái nghệ thuật, nó mình làm về cái nghệ thuật, mà cái nghệ thuật á là không phải riêng về ca hát hay là diễn viên hay là hài gì đó, nhưng mà mình cũng có thể giống như mình mua bán những cái mỹ phẩm nào mà có tính cách nghệ thuật á, giống như quần áo mà thời trang, đúng không quý cô chú anh chị em, cũng là nghệ thuật. Thí dụ như quần áo mà bình thường gì nè thì mình bán rất là rẻ tiền, mà hơi thời trang chút xíu, modern chút xíu, là có một cái tính cách nghệ thuật á, thì mình sẽ bán rất là lạc giá, rất là cao, tại vì cái công sức làm cũng vô đó cũng có nhiều, cho nên ta bán cao là đúng rồi, đúng không? Mà mình á, mình buôn bán á, nó phải đúng cái lòng bàn tay của mình thì bắt đầu mình mới làm giàu đó. Nhiều khi quý cô chú anh chị em không có biết rồi, cái có cái ngôi sao gì nè mà quý cô chú anh chị em đi mở cái tiệm thịt nướng, hoặc là cái tiệm phở, hay là cái tiệm giống như là heo quay gì đó, thì nó bị sai là mình mua bán ế lắm, hoặc là mình mở cái tiệm hủ tiếu phở gà gì đó là càng ế nữa. Tự vì đây á, cái ngôi sao mà đã mọc trên cái đường mà hải dương tinh, cái gò hải dương tinh này á là thiên về tâm linh. Nếu như á mà muốn kinh doanh mua bán á thì mình sẽ làm cái gì nè, mình bán cái gì mà giống như tâm linh là mình bán phong thủy. Đúng rồi, hiện giờ thì có những cái cửa hàng phong thủy, mình bán những cái tranh phong thủy, hay là nói chung là cái gì mà buôn bán mà có phong thủy trong đó thì mình bán rất là đắt, nó hợp với mình đó. Giống như hoặc là mình sẽ mở một cái tiệm ăn hay là cái gì đó mà phải tiệm chay thì bán mới được. Tự vì đây là có thần linh rồi, thần linh che chở mình và cũng như lúc nào cũng theo độ mình hết rồi. Đây là nói người có căn tu nha quý cô chú anh chị em nha. Nhưng mà cái này là cũng có một cái duyên về giống như là ca hát hay là thiên bẩm về tài năng mà nghệ thuật, đúng không? Thì người làm tài năng nghệ thuật thì người ta đâu có nấu phở nấu gì đâu có ảnh hưởng đến cái giống như mình làm thịt nướng hay là mình làm những cái gì mà có thịt thà đó. Nói chung là có thịt thà thì nó hơi kỵ, nó đại khái là vậy đó. Mình làm gì nó tránh đi, nó tránh thịt thà đi nếu mà nổi lên như thế này.
Thì nếu mà mình làm về cái nghề phong thủy, về cái coi sách, tướng số đó hen, thì cái này là rất là hợp. Tự vì mình càng coi, mình càng học á, thì mình càng nghiên cứu là cái này mình càng giỏi thêm. Nó lạ như vậy đó. Tự vì đây là có thần linh lúc nào cũng hỗ trợ mình hết. Bất cứ mình là mở một cái cửa hàng buôn bán mà đồ chay này hen, rồi mình bán cái gì đó mà phong thủy đúng không, hoặc là mình bây giờ có những cái công ty mà tạc tượng Phật đó, cái gì mà tính cách nghệ thuật là được nha quý cô chú anh chị em nha. Cái ngôi sao mà ở Hải Dương Tinh nha đó, cái ngôi sao này là về tâm linh, hoặc là cái ngôi sao chính giữa lòng bàn tay cũng về tâm linh luôn. Nhưng mà hôm nay Tuyết Già chia sẻ cái ngôi sao ở Hải Dương Tinh đúng không, thì cái ngôi sao này á, có khi mọc ở trên chỗ cái đường xuất ngoại nữa đó, nó cũng có nữa. Nhưng mà cái ngôi sao này khi mình mọc lên á, thì á, mình nhớ nha, nhớ mình tịnh tâm tu tập thì cái ngôi sao này nó có kết quả nhiều hơn. Nếu mình tịnh tâm tu tập được á, thì kết quả rất là cao. Đó là Triết Già chia sẻ rất là thật lòng. Rồi thêm một cái dòng Thái Dương này nó cũng giống y chang như vậy luôn, mà nó nằm ở chỗ ngón đeo nhẫn. Nó nằm ở ngón đeo nhẫn có một cái vòng qua như thế này nha. Đó, có khi rộng ra chút xíu nữa nha quý cô chú anh chị em. Thì ở đây cũng thiên về tâm linh nha quý cô chú anh chị em nha. Cũng là nghệ thuật luôn mà cũng là tâm linh luôn. Cho nên á, nếu mà có cái dòng này á cũng y chang vậy luôn. Mình mở, tại sao mình mở tiệm phở, tiệm hủ tiếu gà, hủ tiếu vịt gì đó mình bán, sao mà thấy không có được, là nó như vậy. Thí dụ như mình mở một cái quán cà phê thì có nhạc nhò đồ thì cũng là nghệ thuật đúng không, này ảnh hưởng tới nghệ thuật và tâm linh. Vậy bởi vì cà phê là nó không có liên quan đến cái chuyện sát sanh, không có thịt thà trong đó, thì mình mở rất là đắt đó. Hoặc là mình sẽ kinh doanh phong thủy luôn, phong thủy cũng được, nó cũng giống như là cái Hải Dương Tinh mà một ngôi sao vậy. Rồi Hải Dương Tinh, hai cái này nó giống, rất giống nhau, trong hai mình có một cũng được nha quý cô chú anh chị em nha. Chết có khi nào ai có cả hai lắm, nếu có cả hai thì quá xuất sắc. Nhưng mà Tuyết Già chia sẻ thật là kỹ là như thế này, mình xem những cái con đường may mắn, những cái ngôi sao, những cái dòng may mắn, những cái mà để phát triển lên cái sự nghiệp á, thì quý cô chú anh chị em á, xem thêm giùm Tuyết Già cái đường tâm đạo mình á có dài có thẳng không, cái đường trí đạo mình có dài có thẳng không, cái đường mạng đạo mình cũng vậy, cũng phải dài thẳng đẹp. Thì ba đường này á là nói lên á là cái sự mà gọi là sự nghiệp rất là cao đó. Nó gần như 50 của cái ngôi sao mà đã mọc lên rồi. Đó quý cô chú anh chị em. Cho nên tại sao những cái bàn tay mà đã mọc lên ngôi sao mà không có hưởng gì hết trơn luôn á. Đó là cái lý do hôm nay Tuyết Già chia sẻ thật tình. Tức là ba đường này nó còn cắt đứt nhiều quá, là còn nghiệp, nó còn đường, những cái đường nghiệp mình chưa có giải quyết, những cái nghiệp mình chưa có giải quyết hết, thì cái ngôi sao này mình chưa có hưởng được. Đó, thì nếu mà mình giải quyết hết những cái đường nghiệp này á thì cái ngôi sao mình sẽ hưởng được. Đó, Tiết Già chia sẻ rất là thật lòng, các bạn trẻ không biết nói tại sao mà tôi đã có rồi mà tôi không thấy cái gì hết. Đó, thì cái đây là thiên về tâm linh nữa mới khổ đây nè. Thiên về tâm linh là coi như là khiến xui cho mình, giống như là không biết làm sao nữa, mình cứ muốn đi chùa hoài, rồi mình muốn niệm Phật, mình muốn ăn chay, mình muốn làm lành không à. Thật sự là như vậy luôn. Mà bây giờ nếu trường hợp á mình còn chồng còn vợ đúng không, còn con còn cha còn mẹ, mà giờ không lẽ mình vô chùa rồi là cha mình bỏ cha bỏ mẹ bỏ chồng bỏ con mình cho ai, trong cái nhân đạo mình chưa tròn đúng không quý cô chú anh chị em, thì mình ở lại làm tròn cái nhân đạo mình thì mình tu tại gia đúng không. Đó, mình tu tại gia, mình tu tập, mình tịnh tâm thì để cho cái ngôi sao này và một cái dòng Thái Dương này á nó mới đúng lấy cái tướng số của mình đó. Chứ già chia sẻ thật là rõ ràng, để quý cô chú anh chị em ai mà có những cái con đường mà may mắn á, tại sao chưa hưởng là như thế. Video của Tiết Già chia sẻ đến đây kết thúc.
À, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.